Thì xin chào cả nhà mình ạ. Cả nhà mình có khỏe không ạ? Hôm nay thì Hữu Thiện xin gửi đến cả nhà mình một cái video chia sẻ hoàn cảnh của anh Đức. Thì anh bây giờ sống hoàn cảnh giống như người vô gia cư vậy cả nhà. Hằng ngày thì anh đi đến những cái siêu thị, đứng ở đó có gặp người này người kia nói chuyện, rồi đi ra công viên ngồi một mình, rồi đi đến những cái nhà ga xe lửa để ngủ. Như tối á, ảnh lên xe lửa ngủ, xe lửa chạy vòng 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 ngủ rồi tới sáng rồi đi xuống vậy đó, cuộc sống của ảnh vậy á. Thì Hữu Thiện muốn chia sẻ video này đó để cả nhà hiểu hơn về hoàn cảnh của những người sống vô gia cư trên đất Mỹ như thế nào. Nói chung á, là cuộc sống ở Mỹ thì cũng có người giàu người nghèo, và có những người Việt mình á là sống cuộc sống vô gia cư như thế. Nhiều khi á, mình Hữu Thiện muốn chia sẻ đến cả nhà mình để cả nhà mình hiểu hơn, chứ thực chất đâu có ai mà muốn là gặp người Việt mình đó là cảnh vô gia cư như thế này. Như ảnh kể là mấy lần mà ảnh thèm cà phê, thèm gói thuốc thì ảnh xin những người đó, mà những người đi qua đi lại đâu, xin gói thuốc, điếu thuốc hay gì đó hút rồi ly cà phê, nhiều khi người ta cũng không có cho nữa. Mấy lần Hữu Thiện cũng gặp ảnh, mua ảnh ly cà phê ảnh uống. Rồi ngày hôm nay thì đi ra công viên chắc sẽ gặp ảnh vào cái giờ này nè, đi ra công viên ngồi thì sẽ gặp ảnh. Hữu Thiện sẽ chia sẻ về hoàn cảnh của anh Đức để cả nhà mình rõ nha. Hôm nay gặp chú Đức cũng vui ha. Ở Mỹ là cao nhất là 5 đồng. Dạ. Giờ 15 đồng không? Lúc chú mới qua chú có đi làm gì không? Có. Chú làm công việc gì? Làm ở trường đó. À, là người ta trả chú là 15 đồng giờ. Dạ. À, giờ đang thích thì mới vừa không, lúc mà chú mới qua ở trường học á có 5 đồng rồi. 5 đồng. Rồi giờ thất nghiệp hả chú? Dạ, mới vừa 1-2 tháng này thôi. Mới vừa 1-2 tháng thôi. Sao mình tao không cho mình đi làm nữa sao chú? Cái vụ bệnh dịch á. À, dịch bệnh đổ cái củi, cái củ đó đi hết. Thì nói chung mà dịch bệnh là ảnh hưởng chung, dịch bệnh nó là hoành hành toàn thế giới rồi. Từ lúc mà nó dịch bệnh nó bùng phát ở Mỹ là cao nhất, rồi dân chúng thất nghiệp. Đã nó y trời mà. Dạ. Rồi bây giờ Việt Nam mình cũng đang dịch bệnh rất là nặng luôn. Yeah. Bây giờ là cuộc sống mình thì rơi vào cái hoàn cảnh mình thất nghiệp nè. Rồi thất nghiệp mình không có công việc việc làm, rồi hàng tháng thì chính phủ như chú nói là chia sẻ là một tháng là food stamp là cho mình được bao nhiêu chú? Đó là 300 chẳng đi. 300 phải không? Ngày cho nó 10 đồng đi. Một tháng là được 300 đô tiền ăn. Mình nếu như mình ăn gói ghém chắc đủ hả chú? Bao nhiêu cũng đủ một ngày 10 đồng. Bao nhiêu cũng không đủ hết. Con cái gì cũng đủ hết. Cái bánh con no, hai cái bánh cũng no vậy. Ăn cái bánh thì giờ chú chỉ mua mấy cái đồ ăn nhanh fast food thôi chứ đâu có nấu nướng gì được. Đúng rồi. Đúng không chú? Ừ. Bữa giờ đã kêu mua mấy cái bánh ăn gì đó. Dạ. Giờ nó không mua thì không lại người ta. Con thấy cái vỏ chú là đồ bánh không? Không, chỉ có một cái. Một bạn nó cho đó. Dạ. Là cái vỏ chú là bánh không à? Đi siêu thị mua bánh ăn để dành. Mới vừa mua xong tới gặp nó chưa 2-3 câu rồi. Chưa mà tới rồi. Đó, thì hôm nay cũng hên là đi vô siêu thị gặp chú, bắt chuyện, nói chuyện với chú được. Nhưng hỏi thăm sức khỏe của chú ha. Trước thì hỏi thăm sức khỏe chú. Rồi sau thì con hỏi thăm cuộc sống. Chú mệt. Anh Đức hả? Ừ. Anh Đức năm bao nhiêu tuổi? 56. Anh Đức 56 tuổi. Thôi thì được anh cho phép thì em cũng xin gọi bằng tiếng Anh Đức nha. Cái này là anh cho phép. Không phải, không ý đó. Mà không có bắt bẻ cái chuyện đó. Dạ vâng. Nói chung là cái ngôn từ nhiều khi là người lớn tuổi người ta hay bắt bẻ. Nó nói, tại sao tao lớn tuổi hơn mày mà mày cứ kêu tao bằng anh? Chú Đức bằng mày kêu bằng chú Đức kia chú Đức giờ. Dạ. Giờ gặp người khác cảm thấy như thế nào? Dạ. Thôi thì được anh cho phép, anh Đức 56 tuổi à. Thì Hữu Thiện xin gọi anh Đức cho nghe tiếng anh em nó thân thiện hơn. Ừ. Nói chung là mình gặp nhau trên đất Mỹ này cũng là cái duyên. Ừ. Mà cái duyên là người Việt Nam nữa. À, hôm nay được gặp anh Đức. Anh Đức đó là người Hoa. Ừ. Nhưng mà nói tiếng Việt. Đúng rồi vậy. Hồi mới qua Mỹ là hình mà chưa hạt thì dễ chơi anh gặp dạ vâng. Rồi mới không là không gặp người hiền thôi. Mới qua Mỹ là anh bắt đầu công việc gì anh Đức? Trường học á. Trường học, làm ở trường học. Nếu kia là sắp cái kia, sắp cái nọ đó. Dạ. Tiếng học là 2-3 tiếng gì đó.
làm cũng gần ba mấy năm rồi. Không, không đó. Nghỉ rồi, cho mình đi ra nghỉ, cho mình ở trong làm. Dạ. Anh em mình gặp nhau về là vui à. Mời nhau ly cà phê, uống nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe về là vui ha. Ừ. Dạ. Đi cà phê bao giờ thả ngồi nói chuyện nó lâu hơn, cà phê chờ tới chờ luôn mệt. Dạ. Rồi tối anh nghỉ ở đâu? Trên xe lửa. Trên xe lửa. Mình lên đó rồi nó chạy vòng 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 vậy hả? Nó chạy vòng vòng đó. Mà chứ mà cũng đừng mà đi một ra. Cái, một cái vé là mình lên xe lửa là 2.5 đồng. Ừ. Rồi... Hồi nãy mới nói nhiều cái hên đó. Giờ kia nó máu có tiền được tao giao cho mày. Nhưng mà mình vô cái ga là mình phải quẹt cái thẻ, mình phải có tiền mình mới vô được. Đúng. Cái tiền đâu mình tự vô, tự vô thì phải trả tiền. Có người bao giờ không người trả tiền. À cũng như hên. Hên anh gặp người nào đó người ta cho anh 2 đồng. Không không cần cho trả thẻ cho anh. Ờ trả thẻ cho anh luôn. Thì coi như đó, ngày nào anh vô ga xe lửa anh hên thì gặp có người trả tiền anh lên xe lửa, mỗi lần lên đó là 2 đồng. Ba hai đồng rưỡi. Hai đồng rưỡi nó chạy ba đồng á thì có di chuyển di chuyển xe. Dạ đó chứ em biết rồi. Dạ vâng em có đi xe lửa rồi em biết. Ừ nó chạy sáng đi mình ngồi nó vậy. Ừ đừng ra cái cửa của nó thôi vì mùa hè cũng đỡ, mà mùa đông mình lên đó mình ngủ cũng đỡ, mùa đông trời lạnh chui lên xe lửa ngủ. Ừ. Đúng không? Đúng rồi, có 2.5 đồng lên xe lửa ngủ khỏe. Chỉ có bất tiện cái tiểu tiện thì không sao, đại tiện hơi bất tiện chứ mình. Dạ. Khỏi cần nhà cửa gì khỏi phải lo lắng ha. Ừ. Nhưng mà nó không có cái toilet trên đó. Đúng rồi. Mình muốn tiểu tiện đại tiện thì phải đi xuống. Tiểu tiện dễ, đại tiện bất tiện. Bởi vì mình nữa dám cầm điện thoại nữa đâu. Giờ đâu dám cầm điện thoại, cầm ở ngoài đường giờ. Nó cướp ở đây cướp người cài dao súng đạn không. Ừ. Hôm bữa cũng có nghe vụ người Việt đi làm về á. Ừ. Người da đen cài dao vô cổ á. Ừ. Cướp ở đây cướp là một là súng đạn không à. Ừ. Rút súng ra không à. Ở đây xứ tự dụng rồi. Dạ. Nó thấy nha, rồi mà cũng muốn về chủ ở. Nhưng mà không ai hết. Ở Trung Quốc anh ở tỉnh nào anh Đức? Ở Quảng Châu, Triều Châu á. Quảng Châu, hai người Triều Châu. Là ba mình tự đó đi ra mà. Dạ. Là lúc anh đi Mỹ anh từ Trung Quốc anh không mà xin ở Việt Nam à, anh xin ở Việt Nam ở thành phố nào? Sài Gòn đó mới nói đó. Dạ anh nói Sài Gòn từ Quảng Châu anh đi qua Sài Gòn họ mới ba mình từ Quảng Châu có giờ tới Việt Nam mới đập gia đình giờ mới xin mình ra. Dạ ba có chính trị mà không muốn được bạn nói. Dạ thôi mình nói chính trị chính em gì ở đây mình nói cuộc sống hàng ngày thôi đó. Ừ. Mỗi bằng tới mà không tất thứ hai á mình nói á đốt mà không biết lắm sao ai biết được giờ mình nói cuộc sống hàng ngày mình ở ở nhà bảo chị tổng nó có được cái gì từ cái tên tuổi của nó thôi. Dạ. Ở đây chỉ có bạn bè chứ không có người thân gì á anh Đức à? Có một người ở tiểu bang khác. Dạ. Một người ở thành phố khác. Dạ. Một người thì ở O'Hare. O'Hare. Người sẽ được cả tiếng đồng hồ không? Phi trường O'Hare. Ở phi trường O'Hare. Trường có bán. Trường phi trường O'Hare. Phi trường Mỹ Quy. Dạ. Mỹ Quy nó còn gần hơn tiếng 50 phút, tới gần 2 tiếng. Đừng có quên chú nó con cho anh Thận nó cho ông anh Đức nha. Ở dạ. Nhà kêu Thận anh Đức. Ở ngoài kêu Đức. Ở ngoài mà anh kêu Thận không ai trả lời cho mình. Dạ thì em biết tên anh là kêu anh Đức. Không lên nhắc cho biết gì rồi. Dạ vâng. Tại vì á cha mẹ có mời nói con đừng có quên. Con ở nhà có 1.000 người mà con đi ra ngoài chỉ có một mình. Đừng có quên con đó. Đi ra ngoài kiếm bạn và chơi á phải cẩn thận. Đúng. Có nhiều cảm chứng nữa, muốn lấy tiền của mình xài thôi. Dạ. Tại vì đi ra ngoài xã hội mình đâu có biết ai tốt ai xấu với mình. Đúng. À. Mình đâu có biết được, mình kết giao lưu đồ này kia mình đâu có biết được. Nhưng ngay cả mình kết bạn mình cũng về giặt mình đâu có biết ai là ai. Đâu có biết cái tâm đối với mình như thế nào. Lúc mà còn Việt Nam mấy người tốt á, người cho nó thêm nhiều trà đồng. Không có là cho nó ít là trà đồng. Nữ đặc là cứ mấy người thử nhiều. Dạ. Chứ thôi thì còn đó được rồi. Nếu mà thân với cảm ơn anh Đức. Ý của mình lúc mà không có tiền người ta cho mình tiền mà tao cho mình 10 đồng. Hàng này hồi xưa khi trả được ta cho mình 2 đồng. Hiểu không? Hiểu mình không? Dạ hiểu.
ăn xì kia mới có mấy chục năm rồi. Đó đó, ngày mai không có mưa tao cho mày cá không? Một cặp thanh thì thôi, cái này, cá này cá một cặp thanh thì là thầy đúng ngày mai xuống cái mưa ướt hết không, mà nó có mưa đó thì làm thanh thì nên tao có tiền nó giỡn với mày thôi, làm gì tao không thấy này làm cái gì, hiểu ý mình không? Dạ hiểu. Nó vẫn vui thôi, lúc đó mừng mừng khổ đâu biết đâu. Nhà nhiều quá là do mình với một kêu bà không nói nhiều một phần nào thôi. Dạ. Ông mới nhớ mình thứ hai á, ai không ra hết nha. Giờ á mình tiếp nước vô miệng nước ra con người nó ngăn nhiều, mình tiếp cho anh vài ba đồ à, vậy tao không cho mày hai ba đồ ăn uống. Ý con người phải nhớ một cái có độ có đuôi. Mới mới để nói xong ai cũng như vậy. Từ lúc qua Mỹ giờ anh đâu có đi về thăm quê Quảng Châu gì được ha? Có về mấy lần rồi. Có về mấy lần ha? Đi chung với ba mình. Đi chung với ba. Ba năm ngoái mới mất. Ba năm ngoái mất. Mấy tháng về chứ? Mấy tháng à? Ba mất ở Mỹ hả? Ờ. Chín mươi mấy rồi. Chín mấy? Ừ. Chín mươi lăm rồi. Có đi về thăm Sài Gòn lần nào chưa anh? Về mấy lần rồi đó. Về mấy lần hả? Ở Thái Lan không có người thân. Không thường thì dạ. Ở Trung Quốc cũng như vậy, ở Campuchia cũng vậy. Nhưng mà ở đây không có tiền thì làm sao sống? Ở đất Mỹ cái gì? Đúng lo mà là hên mà. Sáng đi chơi trước mà. Ở đất Mỹ này nó là làm gì mới bước ra phải có tiền hết. Không ngờ bước ra không qua trả tiền rồi. Dạ. Đi kể bất kể ngồi quán hay đi đâu đi xe lửa gì bèo lắm. Mọi nhà khỏi trả tiền nhà. Dạ đúng rồi. Ở nhà thuê nhà phải trả tiền nhà. Bây giờ muốn lên xe lửa ngủ cũng phải trả 2 đồng rưỡi. Ý vậy đó. Bất cứ cái gì mình phải trả bằng tiền hết. Xe lửa mà không có sợ cái tiền đó. Nó đâu có trả phi cho mình đâu. Không phải ý đó, mình đi ký cặp anh đó. Hên. Lo làm được cái gì. Thì hên thì anh gặp người này người kia người ta trả tiền cho anh. Là người Mỹ hay người Việt? Nhiều khi mấy Mỹ đen cũng có mấy người Việt có. Mấy người. Nên tao đang coi gặp kêu người đó phụ cho mà kêu của nhiên. Như hên gặp có duyên gặp người nào thì người đó người ta trả tiền xe lửa cho mình. Đó là cái duyên á. Bỏ có tiền anh đâu cho mình lên xe lửa thôi. Hôm bữa nó bà phê mà không ăn nói chuyện đó. Mình đã nói rồi. Tức là giờ chú em cho một lon cà phê cho mình. Mời một người khác cho chú em một ly. Dạ lon cà phê gì. Nhưng không phải là mình trả cho nó lại à. Thì em nói là ngày hôm nay em mời anh ly cà phê. Ngày mai thì có người khác mời em lại ly cà phê thôi. Ờ đúng. Ý mình vậy đó. Dạ em hiểu. Hôm nay mình... đừng đầu tiên mình nói cái câu này là ông. Dạ. Cho nên em hay đi xuống cái khu Việt Nam á, gặp những người Việt Nam em hay mời, như mời anh Lực được một ly cà phê. Đó, nay em gặp anh thì em cũng mời anh ly cà phê vậy thôi. Không lý đó. Ý bạn bè người ta sao thích mời mày làm gì tao. Tao đâu nợ mày đâu. Cái người mua nè. Thế thời kia nữa rồi đó. Tao á có một con người khác mà nhớ chú em mày. Tao nói thẳng rồi mày đừng có buồn. Bà buồn có gì tao cũng nói. Tao mời mày uống cà phê coi trọng mày có người Việt Nam qua Mỹ. Không uống kiểu với mày. Nó nghe à, không có lý nha. Dạ. Rồi nó uống. Có nghe qua mà. Mày không coi trọng tao đi liền mến mày. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Như anh Đức nói được 3 thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt. Tiếng miền luôn, tiếng Campuchia luôn, tiếng Campuchia, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Anh. Cái nào hay không bằng cái hên, mới được đó mà. Nhưng mà phải có chỗ người ta biết sử dụng mình không, dạ. Có đâu chỗ. Như em, gọi là Vietnamese America, còn anh là Chinese America. America là nó khác. Đừng có tự mộng biết nha, cứ mà có thăm dò người này. À, anh Thận này nè, anh Đức này nè, thấy không? Anh như thế nào? Ấy không có gì hết, hơi trồng sò thôi, phải không? Có câu đó không? Dạ. Có không? Dạ. Được không? Chỉ cần lên một cái mà biết chú em mà làm muốn làm cái gì? Cây hai cây hiểu không? Chứ mà không anh tiếp trường. Họ lá chung như cái này nè. Để bữa nào em kiếm mấy cây đó cho anh đi đâu? À, tuần sau đi. Dạ. Không có rồi thì tôi không biết đó. Dạ vâng. Anh em không mà phải có gì em kiếm.
quy luật, quy luật tình nghĩa chứ không phải anh em, hiểu không? Chỉ mình vậy đó, không phân biệt gì hết. Không phân biệt trong năm mà không có phân biệt, không phân biệt, gặp nhau nói tiếng Việt được là mừng rồi. À, mình dùng cái ngôn ngữ mình giao tiếp, mình nói tiếng Việt với nhau là mừng. Nè, cái dao này em biết không? Dao cạo râu. Không phải, chỉ dao nào đâu á, bộ hổng cái đâu, vậy nó copy hết đó. Rồi, để bữa nào em kiếm cho anh cái mấy cái lóc dao cạo râu để dành. Không, sợ anh lần rồi bỏ á. Không cần màu gì, không cần biết. Ừ. Vậy anh cần gì nữa? Cần màu đỏ gì thôi. Anh cần cái dao cạo râu. Ừ. Rồi cái gì nữa? Hai cái dây nhám. Rồi, ok. Gì vậy đi. Rồi gì nữa em biết cái gì em kiếm cho, cho anh. Thuốc không? Thuốc lá không? Thuốc lá có thì càng tốt rồi, không cần nói. Thuốc lá. Ừ. Rồi thuốc lá. Ừ. Cái hộp dao cạo râu. Một cây là đủ rồi. Một cây anh xài đâu có đủ. Rồi anh xài 3 4 lần, 5 lần cái nó lục rồi. À, vậy để em mua cho anh một cái. Nghe nữa đó. Khẩn cấp nữa mày giết 2 giờ cái trời. Xin lỗi nha, tôi nhà có chuyện quan trọng nha. Ừ. Không nhắn gì hết, tự nhiên tới đây mua đã rồi. Tôi còn hàng một người uống 2 3 lon gì đó, ví dụ gì đó. Dạ vâng. Mà không thích cái chuyện đó. Ủa mà vô là chỗ tiền. Tình nghĩa phải không? Hứa phải làm. Hứa phải làm. Tình nghĩa. Chúng ta đừng có nói ăn thận này nữa, ăn đứt này nó có bà xạo người nào chưa? Dạ. Có không? Dạ. Anh ông nãy phải không? Nhưng anh Đức sống trọng chữ tính. À. Tình nghĩa. Nói ra phải làm. Nói là phải làm. Làm thôi. Xin lỗi chú em, tới trễ chút xíu mà. Cho nên là em nó nói với anh em phải mua dao cạo râu thì em không, phải... Không. Em phải kiếm nó mua chú cho không, anh. Trời, có là tên xong. Giờ là chuyện nhỏ, mấy người Tây nó nhìn vô. Thằng là dơ dai. Hiểu ý mình không? Dạ hiểu, hiểu. À. Nó nhìn cái vẻ bề ngoài thôi chứ người ta đâu biết. Nhiều khi đánh giá cái vẻ bên ngoài. Giống như là mình đọc cuốn sách không nên nó đánh giá cái bìa của cuốn sách, nó không nói đúng được rồi. Nội dung của cuốn sách phải coi nội dung chứ, phải coi nội dung mới biết được cái nội dung nó nói gì chứ đừng có đánh giá vội, đánh giá cái quyển sách qua cái bìa sách. Đúng không? Đúng là vậy đó. Nó đâu biết mày là ai đâu. Dạ ý mà nó còn đó, mày có nói thiệt bởi vì nhiều người tổng thích là vậy. Đừng có chú em nè, không có nghe tới mấy cái chuyện này nha, đúng không? Anh sống ở Mỹ ba mấy năm thì nhiều kinh nghiệm hơn em mà. Anh trải đời nhiều hơn mà. Ý là mình lớn tuổi. Dạ vâng. Thì đường đời của người anh đi trước thì cái gì em không biết thì hỏi lấy anh. Không sao, chuyện nhỏ. Dạ. Biết mình chỉ cho. Ở Mỹ ba mươi mấy năm. À, nói vài câu vui vui ha. Mời mới đi học á. Mình nói cái gì á. Qua tiếng Mỹ mấy mẹ là trở thành chữ thạc. Còn ví dụ là... anh ví dụ à, ví dụ ha. Dạ. Chó chà. Chó chà. Có biết không? Dạ. Có nghe qua không? Có nghe. Ở câu thứ hai biết câu gì? Câu gì? Cái đo. À. Tiếng Campuchia. Đó. Ừ. Bán gái nó giận mình. Ủa sao kỳ á? Mà chứ nó giọng giờ sạch sẽ cho mày làm chứ giận mình mà không biết. Đúng không? Mà mua Mỹ một hai tờ đi chỗ Á đông đậm, ví dụ chung chuyện gì đó cái tên sao nó ồ cái này nó nói cái này tiếng gì của nó nè, clean up thôi, clean up. Ừ, chỗ chả lấy cái chỗ xà sạch sẽ đó. Dạ. Đó giờ nó nhỏ nè, nghe bộ hổng nghĩ kỹ là bộ hổng nói chuyện chứ mình được sự tay sao mà dẫn nó mình tưởng nó qua lâu nó biết à, thế sao thì từ cậu ta dạy một tiếng xì mà dạy nó đến tiếng tạo. Dạ. Nói chung mỗi ngôn ngữ, mỗi cái văn hóa, mỗi cái ngôn từ người ta dùng á. Ừ. Nói chung biết nói được thì cũng thú vị của nó. Giống như mình biết một cái ngôn ngữ, coi như mình mở cửa được một cái trái tim của một con người. Ừ. Biết được một ngôn ngữ, ừ, cũng giống như tiếng Việt, nói chuyện với người Việt. Đó là mình hiểu người Việt quá rồi. Ừ. Mình sang Mỹ, mình nói được tiếng Anh, ừ, mình hiểu được, mở được cái trái tim của người Mỹ. Ừ. Đúng không? Tiếp xúc. Cũng rất là, điều đó cũng rất là thấy vui. Ở đó, hồi xưa như qua Mỹ, có Việt Nam có 5-3 người. Nha. À. Thằng mày nó là mày có 5-3 người tao đi giao nguyên cái đường rồi không có một thằng nữa. Dạ. Đã mỗi người có một cái chế độ của nó, mỗi người có cái khốn nạn ấy, cái khốn khổ của nó, mà khốn nạn thấy không, dùng quá nhiều thôi. Nói chung là biết một ngôn ngữ là hiểu thêm một con người nữa. Đúng. Biết thêm tiếng Hoa thì hiểu thêm người Hoa. Biết thêm tiếng Mexico thì mình hiểu thêm người Mỹ. Ừ, trên đất Mỹ này là nước đa văn hóa, đa sắc tộc, nước nào cũng có hết. Ừ. Đúng không anh?
gặp mọi đủ người hết. Mai mốt á là người nào nó kêu bằng lên, nó còn lớn hơn tao, nó nói anh Đức này, nó kêu nó thách nhớ nha, hiểu ý mình không? Còn ai bốc bắt lại chuyện đó chuyện của tao. Yeah. Hiểu mình không? Yeah. Tao thấy nó kêu bằng gì là chuyện của tao. Chứ mày có nghe mấy người Tây mà nói à, mấy người Tây nói, mấy người Việt Nam nó giải thích cho mình nghe, ở thách người nào nó kêu nào mà kêu nó thành không sao? Không phải mình muốn đuổi Mỹ đi, đi mà họ cái nước ngoài nó uống cà phê không ai nó buồn, hiểu mình chưa? Yeah. À, cái thứ hai á, mình mới quen có gì giao tâm không? Dạ câu thì có, bạn bè với nhà quen từ nhỏ tới lớn muốn chịu lộng chịu lộng, người nói nhà cha mẹ ở chung mấy chục năm nhiều khi cũng cãi lộng không? Ừ. Gì bởi giờ mình quen với cuộc sống mình giống như anh giờ sống mình quen rồi. Ừ. Đúng không? Giờ thấy đâu có buồn gì hết, quen buồn không? Thì sao không buồn thì sao? Ừ. An thôi cái tâm tâm mình. Nói chuyện mình nghe ha, vừa vô trộm lấy kinh sách không, tầm từ kinh cũng có được, cũng có thì ở trong mấy cái siêu thị Tài Nam nữa để kinh sách đó. Thì mình đi từng bước giống à, như là 6 tuổi phải bắt buộc phải vô mẫu giáo rồi mới lên lớp 1 à. Đúng không? Dạ. Mình đi từng bước đó đó đó. Xây cái nhà phải có cái dàn móng, đi từng bước đi. Ừ. Lên cái nhà nó mới vững chắc, nó kiên cố. Ừ. Con người mình cũng vậy. Ừ. Trải qua đường đời thì mình mới trưởng thành được. Đúng. Tới ngày hôm nay. Ừ. Ý em là vậy á. À, đó là mình hiểu, nhưng mà mấy người khác đâu ai hiểu. Dạ vâng. Chứ không phải đi sắn ngang cái là muốn được như người này, muốn thành công như kia là không có đâu. Ừ. Cái gì cũng phải có sự trả giá. Ừ. Ở đời làm cũng phải trả một cái giá, không có làm chậm cái giá ở nghề gì thì đi làm hàng ngày mình phải tiêu tốn thời. Dạ. Gian nhưng mà nó hết rồi mới trả lời sao. Ok, làm không tốn thời gian mới được thành công. Mình còn làm á, ngồi ở ngoài không thời gian chứ còn không có cái gì hết. Dạ vâng. Đó, làm không có làm, hiểu chưa? Dạ hiểu. Mấy người nhiều khác nó hàng nào không có làm, cẩn thận chút xíu, hiểu không? Mấy người dùng 3 chữ thôi, vài chữ á, mấy người đội bộ nó biết, người khác nó không biết. Dạ. Cho biết gì thôi, không biết gì hết. Dạ. Hồi xưa người ta cũng chỉ mình cái câu đó, ý gì rồi, không qua nói người này tốt người kia xấu. Dạ. Cái gì mà cẩn thận. Giờ hai đi nước có để đó, nước nào nước ngọt, nước nào nước mặn đâu ai biết. Thì bởi vậy ý nó là Hữu Thiện hứa với anh Đức rồi, thì Hữu Thiện sẽ vào trong đây mua mấy cái món như dao cạo râu rồi để cho anh Đức anh xài. Tại nãy ngồi nói chuyện công viên mà anh Đức anh xin dao cạo râu rồi, mình mua mấy cái cây này nhiều nè để cho anh cạo. Mấy món dao cạo râu rồi, chỉ còn có bánh trái gì thì mua thêm cho anh. Thì như anh Đức chia sẻ là cuộc sống của ảnh thì hằng ngày cứ đi vòng vòng ở khu Việt Nam, xong rồi thì tối thì lên xe lửa ngủ, xe lửa nó chạy suốt rồi, nào sáng thức dậy rồi thôi. Yeah. Đây em mua cho anh nè, dao cạo râu. Phải chưa? Hả? Ok mình đi nha. Ok. Lấy thêm tiền không? Được rồi. Chỉ anh, đã đó rồi. Con nghĩ người ta cho mình á, không được tiền cho không được xin. Thank you. Ha. Okay. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Yeah. Okay. Mình sức khỏe nha. Dạ. Mình sức khỏe nha.